Ngay cả Jack Ma cũng thán phục tư duy kiếm tiền từ người phụ nữ ở Quân Châu. Cô ấy đã đầu tư hơn 200.000 nhân dân tệ để mở một cửa hàng thời trang, và chỉ trong một năm, các bạn biết không, cô ấy đã kiếm về lại được 1,5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 51 tỷ Việt Nam đồng, với một chiêu thức cực kỳ đơn giản, dễ dàng đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn hiểu rõ chiến lược này, tương lai chắc chắn bạn có thể trở thành ông chủ lớn trong ngành. Tôi khuyên bạn hãy lưu lại video này và xem đi xem lại nó nhiều lần nhé. Câu chuyện kể về một người phụ nữ giàu có ở Quân Châu, Trung Quốc đã tận dụng tư duy kinh doanh thông minh để thu hút và tiếp thị cho cửa hàng thời trang của mình. Bằng cách tạo ra một chiến dịch khuyến mại độc đáo, bà đã thu hút hàng trăm khách hàng mới và kiếm được nhiều tiền hơn so với những người cùng ngành. Bất kể bạn mua hay không mua quần áo khi đến cửa hàng, chỉ cần bạn trả 10 nhân dân tệ để làm thẻ thành viên, bạn sẽ được tặng 1.000 nhân dân tệ vào tài khoản. Số tiền này sẽ được nạp trực tiếp vào thẻ thành viên của bạn, và sau đó bạn còn được tặng thêm một đôi tất trị giá 10 nhân dân tệ. Nghe cứ như là bạn đã nhận được 1.000 nhân dân tệ miễn phí vậy, hơn nữa lại còn có một đôi tất trị giá 10 tệ. Vì vậy, khi sự kiện này được ra mắt, mọi người đều đến cửa hàng và đợi làm thẻ. Và có người còn hỏi, nếu người tiêu dùng kiếm được 1.000 nhân dân tệ thì chủ shop không phải sẽ mất 1.000 tệ hay sao? Thực tế, người phụ nữ giàu có này không chỉ không mất tiền mà còn kiếm được tiền. Vì với số tiền 1.000 tệ trong thẻ thành viên có thể được sử dụng để chuyển tiền mặt, nhưng mỗi lần tiêu dùng bạn chỉ có thể sử dụng tối đa là 20% số tiền này. Thực tế, điều này tương đương với một thẻ thành viên giảm giá 20% trị giá 1.000 nhân dân tệ mà thôi. Trong khi với chủ cửa hàng, đây chỉ là một con số trên giấy. Sự kiện này đã thu hút hơn 500 người đăng ký ngay ngày đầu tiên áp dụng, không chỉ tăng doanh số bán hàng và danh tiếng của cửa hàng mà còn giữ chân khách hàng trung thành. Câu chuyện này đề cao việc hiểu và tận dụng tâm lý người tiêu dùng, thiết lập các chiến lược kinh doanh thông minh và tạo ra mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao. Hãy khám phá thêm về các ví dụ kinh doanh đa dạng trong các video tiếp theo. Học cách xây dựng chiến lược tiếp thị thông minh và thiết kế mô hình kinh doanh riêng, giảm cạnh tranh và tăng lợi nhuận dành cho bạn đang kinh doanh hoặc chuẩn bị khởi nghiệp. Cơ hội học hỏi quý báu đang chờ đợi. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay ngày hôm nay. Theo dõi kênh ngay nhé.